Xin chào các bạn, mình là Khánh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn mẫu ấm chén từ xa cao cấp của Bát Tràng, được làm bởi nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn. Các bạn đang nhìn thấy là những mẫu ấm chén được điêu khắc nổi họa tiết hoa đào, quả đào và hoa sen. Rất nhiều mẫu ấm chén khác nhau với kiểu dáng đa dạng. Chén thì có 3 loại, một loại là chén lòng trắng, một loại chén lòng xanh và một loại nữa là chén không tráng men bên trong. Đây là những mẫu ấm với đầy đủ dung tích từ khoảng 280ml, 200ml, khoảng hơn 300ml đều có. Đây là một chiếc ấm được khắc họa tiết hình hoa đào, màu nâu rất là đẹp. Ở chiếc ấm này thì dung tích khoảng 220ml nước, rất là xinh xắn. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm thì các bạn hãy liên hệ qua số điện thoại được để ở bên trên video, kết bạn Zalo, gọi điện trực tiếp, mình sẽ gửi mẫu và báo giá chi tiết sản phẩm cho các bạn. Các bạn xem xong thì nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều thông báo mới nhất về những cái sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng. Ở đây là một chiếc ấm được khắc họa tiết hình lá sen và hoa sen. Đây là họa tiết khắc hoa đào. Sản phẩm này thì rất thích hợp để uống trà, bởi vì cái dòng gốm từ xa này nó sẽ giữ lại cái hương vị của những cái hương vị của trà rất là tốt. Đây là khắc họa tiết hình hoa sen. Ấm này thì dung tích khoảng 180ml nước, cỡ bé. Đây, chân cao khắc hoa đào. Cái loại khắc thì sẽ có khắc cả họa tiết. Đối với cái loại khắc thì sẽ có khắc hai kiểu, một là khắc nguyên ấm và một là khắc toàn bộ họa tiết cả chén, cả đĩa lót. Đây là chiếc ấm rất là độc đáo, lấy cảm hứng từ quả đào. Chiếc ấm giống quả đào và có hình quả đào đắp nổi. Chiếc ấm rất là xinh xắn nhé. Sản phẩm được làm bởi nghệ nhân, vì vậy các chi tiết được tỉa và được làm rất là tỉ mỉ. Từ nguyên liệu đất được làm rất là kỹ. Khi cầm vào chiếc chén thì rất là nặng tay. Khắc hoa sen nhìn rất là đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Ở bên trên video ghi là website, các bạn có thể truy cập vào internet, các bạn gõ chữ Bát Tràng .info nó sẽ ra cái website, các bạn có thể thoải mái chọn những cái mẫu nữa ở trên sản phẩm ở trên website đó. Đây là bộ phụ kiện 4 món. Hiện tại đang thiếu một cái ống tăm đây nữa. Đây là cái mẫu chân cao size to hơn so với cái size mình vừa cầm xong. Size này nó khoảng tầm 450ml nước. Đây là chiếc ấm được khắc họa tiết hình hoa đào này. Đây là mẫu Tích Thư Pháp và Tống Thư Pháp. Chữ này là chữ nhẫn. Đây là Tích Thư Pháp. Mẫu này là mẫu chân cao khắc họa tiết hình hoa đào. Họa tiết hoa đào được khắc. Đây là mẫu tích trơn không khắc họa tiết. Thường thì đối với những cái dòng ấm chén như thế này, họ sẽ làm dung tích từ khoảng 500ml đổ lại, bởi vì đây là sử dụng để uống trà mạn. Dung tích họ sẽ làm không lớn. Đây là những cái mẫu trơn. Màu này là màu nâu đỏ và màu xanh.
Các bạn mạnh dạn liên hệ qua số điện thoại được đặt ở bên trên video. Mình sẽ gửi thêm mẫu sản phẩm ấm chén cho các bạn. Đây là dòng Từ Xa, còn mẫu ấm chén hỏa biến, họa tiết vẽ tay rất là nhiều. Đây là màu đen này, đen lòng trắng, đen lòng xanh. Những cái mẫu này gọi là đen kẻ chỉ. Ở trên phần miệng và vành đều có được kẻ cái chỉ màu nâu nhạt. Đây là chiếc chén rất là dày dặn với cái dáng cao. Trên thị trường thì cũng có rất nhiều đơn vị sản xuất, nhưng mà các dòng sản phẩm thì nó sẽ khác nhau. Khi các bạn mà đặt sản phẩm ở đây thì các bạn yên tâm, sản phẩm sẽ về đúng với như hình ảnh của các bạn đặt. Đây là mẫu nâu đỏ. Những sản phẩm được làm bởi nghệ nhân khi mà cầm vào nó sẽ rất là chắc chắn. Cái thanh của sản phẩm, nguyên liệu của sản phẩm rất là tốt. Vì vậy khi mà cầm vào sản phẩm các bạn sẽ cảm thấy sự khác biệt ngay. Từ kiểu dáng, mẫu mã rất là đẹp. Những cái chi tiết nhỏ nhất cũng được làm rất là kỹ. Trên này rất nhiều những cái mẫu khác nữa. Mẫu màu xanh, quay ngang. Các bạn có thể truy cập ngay vào cái kênh gốm sứ Bát Tràng để các bạn xem thêm những cái mẫu sản phẩm gốm sứ Bát Tràng nữa. Ở đó thì có rất nhiều những cái mẫu sản phẩm mình đã làm thành những cái clip để giúp các bạn có thể hiểu rõ được về những cái sản phẩm mà các bạn đang quan tâm. Mục đích chính của mình làm những cái video này là để giúp mọi người có thể hiểu về cái sản phẩm mà các bạn đang quan tâm, thay vì nhìn hình ảnh để các bạn có thể xem trực tiếp video, nhìn sẽ dễ nhất. Các bạn mà đang thắc mắc hay muốn tìm hiểu về sản phẩm nào thì các bạn hãy truy cập vào kênh YouTube này, là kênh gốm sứ Bát Tràng. YouTube, các bạn vào kênh YouTube này các bạn gõ chữ kênh gốm sứ Bát Tràng là sẽ ra kênh của mình. Rất nhiều những cái sản phẩm mình đã làm thành video ở tại đây, chi tiết nhất có thể. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp sau.